Nếu con chuột của các bạn khiến cho các bạn chưa cảm thấy thỏa mãn khi chơi game thì đây chính là video dành cho các bạn. Logitech vừa cho ra một con chuột cực kỳ hot và nó đã sold out trong vòng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi lên kệ. Và các bạn biết đó là con chuột nào không? Đó chính là không phải con này, mà nó chính là đây. Chúng ta có một chiếc G Pro Wireless Limited Edition đầu tiên tại Việt Nam. Thì đánh giá qua một chút về vỏ hộp, ở phía trước chúng ta được in hình logo của Logitech, được in UV. Ở phía trên thì có dòng Limited Edition. Ở hai bên cạnh thì cũng có dòng chữ Pro Wireless và Play to Win. Ở mặt phía sau chúng ta cũng có dòng chữ Play to Win. Nhưng mà ngoài ra ấy, thì một điểm nữa khá là hay ở những cái con chuột G Pro Wireless này, đó chính là họ đã in nổi rất là mờ thôi, nhưng cái công nghệ đã được tích hợp trong con chuột này. Bây giờ thì mình thử unbox ra xem là bên trong con chuột này có những cái gì nhé. Khá là hồi hộp xem là con chuột này không biết là nó có cái gì thay đổi so với phiên bản thông thường trước đây. Nhưng theo mình biết thì nó là một con chuột màu trắng, tên là Ghost. Phiên bản Limited thì có tên là Ghost. Ok. Hãy cẩn thận không à. Khi thế, mở hơi khó. Ok, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, G Pro Wireless Ghost Limited Edition. Nhưng mà trước khi đánh giá con chuột này, chúng ta cùng xem là phía bên trong hộp có những cái gì khác nha. Ok, cảm giác unbox con này cũng khá là kiểu hơi giống điện thoại, kiểu nó kiểu cảm giác rất là sang trọng, kiểu quý phái gì đấy. Bên trong chúng ta có một cái hộp. Thì đây là cable, đây là dây nối. Tất nhiên thì đây là một con chuột không dây rồi. Nhưng mà nếu như mà vẫn cần dây để nếu như chúng ta muốn sạc pin vào con G Pro Wireless này. Đây là dây nối màu đen, mình tưởng nó sẽ phải màu trắng nhưng mà thực ra thì nếu như mà cắm vào đây thì nhìn nó cũng khá là hợp với cả cái scroll này. Scroll khá là đẹp. Tiếp theo chúng ta có đây là thư cảm ơn thôi. Một cái sticker, bảng giấy hướng dẫn các cái công dụng rồi phần thêm của con chuột này. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Đó là cái gì vậy? Ở đây chúng ta có một cái đây chính là cái đầu thu nhỏ nhỏ ở đây. Đây chính là cái đầu thu tín hiệu và một cái USB adapter. Tất nhiên là các bạn có thể sử dụng cái đầu thu này để cắm thẳng vào trong PC hoặc máy laptop để chơi game. Tuy nhiên là nhà Logitech cũng khuyến cáo anh em là nên cắm cái đầu thu này vào phần USB adapter này rồi mới cắm phần adapter này vào trong máy để có một cái độ kết nối nó ổn định hơn một chút. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có, theo mình không, nếu mình không nhầm thì đây là các nút thêm để thay thế vào phần này, phần các cái nút phụ này của con chuột Logitech. Rồi thì chúng ta sẽ cùng xem là mình sẽ unbox phần ở dưới này trước. Này chúng ta cũng lớp ni lông đây. Chắc chắn là ai mua cái con này về ấy, thì sẽ rất là thích. Hầu hết là tất cả những cái đồ công nghệ thì sẽ rất là thích để gọi là bóc cái phần dán này ra. Rồi, một cái điểm gọi là khác biệt lớn nhất so với các cái con dòng chuột thông thường đó chính là cái màu trắng đục của nó rất là mịn. Đây là phiên bản màu đen, còn đây là phiên bản màu trắng, phiên bản Limited Edition. Và theo đánh giá cá nhân của mình thì mình thích cái màu trắng này hơn, cái màu trắng của Limited Edition này hơn. Nhưng mà mình nghĩ là với một người da mồ hôi tay như mình thì chắc là mình sẽ phải lau nó thường xuyên đấy. Và đây cũng là mẫu chuột có cái thiết kế rất là gọn nhẹ. Mình nhớ là nó rơi vào khoảng tầm 80g mà thôi.
đây sẽ là một con chuột rất là lý tưởng để chơi game bắn súng FPS, ví dụ như kiểu CSGO hay là Apex Legends. Thời lượng pin của con G Pro Wireless này nó cũng rơi vào khoảng tầm từ 48 giờ nếu như mà bạn bật cái phần LED RGB của nó, và lên tới 60 giờ nếu như bạn tắt đi. Mình nghĩ là cái lượng pin này, theo nhà sản xuất có nói ấy, thì cái lượng pin này nó đạt được tốt hơn so với phiên bản ví dụ như 903 cũng của Logitech, thì là do cái sensor của nó đã được nâng cấp là sensor Hero. Thì cái sensor này ấy, nó cũng cho một cái cảm biến cực kỳ nhạy giống như phiên bản trước đây, nhưng mà bù lại là nó tiêu thụ rất ít điện năng. Phía trên thì chúng ta có 3 cái chấm để biểu thị lượng pin, cũng như là phần logo này sẽ là đèn RGB. Phía bên phải chúng ta có 2 nút phụ này. Nút phụ mà phía bên này hình như là... À đúng rồi, nếu như mà có ai có thuận cả tay trái thì các bạn có thể thay các hai nút bên này bằng các cái nút thêm mà hãng đã đưa cho. Về cá nhân mình thấy trải nghiệm phiên bản mới này không có gì khác biệt so với phiên bản thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tệ. Phải nói là chiếc G Pro Wireless này là một trong dòng chuột chuyên trị cho game FPS. Do chuột có trọng lượng rất nhẹ nên trong quá trình sử dụng, dù bạn có cầm chuột như thế nào đi chăng nữa, như kiểu palm grip hay là fingertip hay là claw grip, thì các bạn cũng sẽ không thấy bị mỏi tay. Và cảm biến Hero 16K thì cũng cho cái độ chính xác cực kỳ cao giống như là phiên bản trước đó, gần như là không có một cái độ trễ nào khi bạn sử dụng cả. Và mình tin là đây sẽ là một con chuột cực kỳ giá trị. Một fact nhỏ nhỏ là nếu như các bạn không biết thì đã có rất nhiều các cái game thủ cũng như là streamer sử dụng con chuột này vào cái đấu trường chuyên nghiệp của họ. Chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người tự hỏi là tại sao mình phải mua con chuột này với giá đắt hơn so với phiên bản thông thường trong khi công dụng của nó ngang nhau. Thì cũng đúng, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài điều thú vị con chuột này, đó chính là trước hết thì nhìn vẻ bề ngoài của nó, chắc chắn là mình nghĩ sẽ có nhiều người thích cái vẻ màu trắng này hơn. Và nếu như các bạn có sử dụng các cái bộ PC màu trắng hay là sử dụng bàn phím màu trắng thì mình nghĩ là con chuột này sẽ tạo ra một cái góc gaming khá là hoàn hảo đó. Thứ hai, một cái điểm mình nghĩ là rất là gọi là như nào nhỉ, thôi mình sẽ nói trước vậy. Thì tất cả những cái toàn bộ các cái số lợi nhuận mà kiếm được từ con chuột Logitech này sẽ được hãng chuyển đến cho ban tổ chức từ thiện. Và những cái tổ chức từ thiện đấy là những cái tổ chức mà sẽ phát triển những cái bộ gaming dành cho những cái game thủ bị khuyết tật, để giúp họ có những cái trải nghiệm chơi game tốt hơn. Mình nghĩ đây là một cái điều khá là ngưỡng mộ đối với cả Logitech. Và tất nhiên là nếu như mà ai nghĩ là số tiền triệu chỉ là tiền lẻ với các bạn thì các bạn cứ thoải mái mà mua con này về để sưu tập thôi. Đó. Và vừa rồi là những đánh giá đầu tiên của Hà Nội Computer đối với chiếc G Pro Wireless Ghost Limited Edition đầu tiên tại Việt Nam. Và nếu như bạn có thắc mắc hay là những cái bình luận gì thì hãy để ở phía bên dưới nhé. Chúng mình sẽ cố gắng trả lời. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.